Nhà Ngô. Nhà Ngô 26 năm, từ năm 939 đến năm 965, kinh đô Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Năm 938, Ngô Quyền tập hợp lực lượng từ Ái Châu ra đánh Kiều Công Tiễn. Công Tiễn sai sứ sang nước Nam Hán xin quân cứu viện. Vua Nam Hán là Lưu Nghiễm cho con là Vạn Vương Hoàng Tháo đem quân sang cứu, tự mình đóng quân làm thanh viện. Ngô Quyền hạ thành Đại La, giết Công Tiễn rồi bày trận trên sông Bạch Đằng đón quân Nam Hán. Tháng 11 năm 938, quân Hoàng Tháo bị Ngô Quyền đánh tan trong trận Bạch Đằng, Hoàng Tháo bị giết chết. Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi, tức là Ngô Tiền Vương, đóng đô ở Cổ Loa, lập Dương Thị làm hoàng hậu. Tiền Ngô Vương, Ngô Quyền. Ngô Vương ở ngôi từ năm 939 đến năm 944. Ngô Quyền sinh ngày 12 tháng 3 năm Đinh Tỵ năm 897 ở Đường Lâm thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây ngày nay. Cha là Ngô Mân, một hào trưởng có tài đức. Ngô Quyền thông minh, khôi ngô, mắt sáng như chớp, văn võ toàn tài, được Dương Đình Nghệ tin yêu, gả con gái là Dương Thị Ngọc và giao cho Ngô Quyền cai quản đất Ái Châu, Thanh Hóa. Tiền Ngô Vương ở ngôi 6 năm, thọ 47 tuổi, từ năm 898 đến năm 944. Vua Mâu Tài đánh giỏi, làm nên công tái tạo, đứng đầu các vua. Họ Ngô, tên quý là Quyền, người Đường Lâm, đời đời nhà quý tộc. Cha là Mân, làm chức châu mục ở Bàn Châu. Khi vua mới sinh, có ánh sáng lạ đầy nhà, trạng mạo khác thường, có ba nốt ruồi ở lưng. Thầy tướng cho là lạ, bảo có thể làm chủ một phương nên mới đặt tên là Quyền. Đến khi lớn lên, khôi ngô, mắt sáng như chớp, dáng đi thong thả như hồ, có chí dũng, sức có thể nâng được vạt, làm nha tướng của Dương Đình Nghệ. Được Dương Đình Nghệ gả con gái và cho quyền cai quản đất Ái Châu, Thanh Hóa. Mùa xuân tháng 3 năm 937, Dương Đình Nghệ bị nha tướng của mình là Kiều Công Tiễn giết chết. Ngô Quyền kéo quân từ Ái Châu ra đánh Kiều Công Tiễn. Giết được Kiều Công Tiễn, tự lập làm vương, đóng đô ở Loa Thành. Kỷ Hợi năm thứ nhất năm 939, Tấn Thiên Phúc năm thứ tư. Mùa xuân, vua bắt đầu xưng vương, lập Dương Thị làm hoàng hậu, đặt trăm quan, chế định triều nghi phẩm phục. Giáp Thìn năm thứ sáu năm 944, Tấn Tể Vương Trọng Quý khai vận năm thứ nhất, vua mất. Ngô Quyền. Ngô Quyền sinh năm 897, mất năm 944, còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô Vương, là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Năm 938, ông là người lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng nổi tiếng, chính thức kết thúc gần một thiên niên kỷ Bắc thuộc, mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài của Việt Nam. Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua trị vì từ năm 939 đến năm 944. Ngô Quyền nằm trong danh sách 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu của Việt Nam, là vị vua đứng đầu các vua, là vị tổ trung hưng của Việt Nam. Lê Văn Hưu nói, Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới họp của nước Việt ta mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoàng Tháo, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám lại sang nữa. Có thể nói là một lần nổi giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi đến đổi niên hiệu, nhưng chính thống của nước Việt ta, ngõ hầu đã nối lại được. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, Tiền Ngô Vương nổi lên không chỉ có công chiến thắng mà thôi, việc đặt trăm quan chế định triều nghi phẩm phục có thể thấy được quy mô của bậc đế vương. Nhưng hưởng nước không được lâu, chưa thấy hiệu quả trị bình, đáng tiếc thay. Nguồn gốc. Ngô Quyền sinh ngày 12 tháng 3 năm Đinh Tỵ năm 897 trong một dòng họ hào trường có thế lực ở châu Đường Lâm. Cha tên là Mân, làm chức châu mục ở Bàn Châu. Ngô Quyền được sử sách mô tả là bậc anh hùng tuấn kiệt, có chí dũng. Ngô Quyền vừa mới sinh, có ánh sáng lạ đầy nhà, trạng mạo khác thường, có ba nốt ruồi ở lưng. Thầy tướng cho là lạ, bảo có thể làm chủ một phương nên mới đặt tên là Quyền.
Ngô Quyền lớn lên khôi ngô, mắt sáng như chớp, dáng đi thong thả như hồ, có chí dũng, sức có thể nâng được vạn. Bối cảnh. Thời bấy giờ, nhà Đường ở Trung Quốc xâm lược nước Việt, đặt thành một quận của họ, gọi là quận Giao Trì. Từ giữa thế kỷ thứ 9, nhà Đường phải đối phó với hai biến cố lớn là nông dân khởi nghĩa và phiên trấn Cát Khứ. Năm 907, nhà Đường mất. Chu Ôn lập nên nhà Hậu Lương, bắt đầu cuộc loạn ngũ đại, sử Trung Quốc gọi là Ngũ Đại Thập Quốc. Ở miền Nam Trung Quốc, tiết độ sứ Quảng Châu là Lưu Nhan đã cát khứ và dựng nước Nam Hán. Năm 905, nhân việc nhà Đường có loạn, một thổ hào người Việt là Khúc Thừa Dụ nổi lên đánh đuổi người Trung Quốc, chiếm giữ phủ thành, xưng là tiết độ sứ. Năm 907, Khúc Thừa Dụ chết, con là Khúc Hạo lên thay. Khúc Hạo sai con là Khúc Thừa Mỹ làm hoan hảo sứ sang dò xét nhà Nam Hán. Năm 917, Khúc Hạo chết, Khúc Thừa Mỹ lên thay cho người sang nhà Lương lĩnh tiết Việt, muốn lợi dụng sự mâu thuẫn giữa nước Lương và Nam Hán để củng cố sự nghiệp tự cường của mình. Vua Nam Hán là Lưu Cung tức giận, xua quân chiếm cứ Giao Trì. Năm 930, tướng Nam Hán Lý Khắc Chính đem binh đánh, bắt được Khúc Thừa Mỹ, Lý Khắc Chính lưu lại Giao Trì. Một hào trưởng người Ái Châu thuộc Thanh Hóa ngày nay là Dương Đình Nghệ nuôi 3.000 con nuôi, mưu đồ khôi phục. Ngô Quyền lớn lên làm nha tướng cho Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả con gái cho và quyền cai quản Ái Châu, đất bản bộ của họ Dương. Năm 931, Dương Đình Nghệ phát binh từ Thanh Hóa ra Bắc đánh đuổi quân Nam Hán, đánh bại Lý Tiến và quân cứu viện do Trần Bảo chỉ huy, chiếm giữ bờ cõi nước Việt, xưng là tiết độ sứ, đất bản bộ của họ Dương. Năm 937, hào trưởng đất Phong Châu là Kiều Công Tiễn sát hại Dương Đình Nghệ, trở thành vị Tĩnh Hải quân tiết độ sứ cuối cùng trong thời kỳ tự chủ. Nhưng Công Tiễn lại không có chỗ dựa chính trị vững chắc, hành động tranh giành quyền lực của ông bị phản đối bởi nhiều thế lực địa phương và thậm chí nội bộ họ Kiều cũng chia rẽ trầm trọng. Bị cô lập, Công Tiễn vội vã cầu cứu nhà Nam Hán. Ngô Quyền nhanh chóng tập hợp lực lượng, kéo quân ra Bắc, giết chết Kiều Công Tiễn, rồi chuẩn bị quyết chiến với quân Nam Hán. Thắng lợi của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng vào năm 938 đã đặt dấu chấm hết cho mọi âm mưu xâm lược Tĩnh Hải quân của nhà Nam Hán, đồng thời cũng kết thúc thời kỳ Bắc thuộc của Việt Nam. Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa, lập ra nhà Ngô. Ngô Vương qua đời ở tuổi 47, trị vì được 6 năm. Sau cái chết của ông, nhà Ngô suy yếu nhanh chóng, không khống chế được các thế lực cát cứ địa phương và sụp đổ vào năm 965. Trận Bạch Đằng. Năm 938, sau khi Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền được tin về việc phản nghịch của Công Tiễn và thấy việc Công Tiễn quy phục Nam Hán là nguy hại cho cuộc tự chủ mà họ Khúc và Dương Đình Nghệ cố gắng xây nền móng, bèn phát binh từ Ái Châu ra đánh Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn sai sứ sang đút lót để cầu cứu với nhà Nam Hán. Sách An Nam Chính Lược viết rằng Công Tiễn bị Ngô Quyền vây, sức yếu bị thua mới cầu cứu nhà Nam Hán. Vua Nam Hán là Lưu Cung, nhân Giao Trì có loạn muốn chiếm lấy, Lưu Cung phong cho con mình là Vạn Vương Hoàng Tháo làm Giao Vương, đem quân cứu Kiều Công Tiễn. Nhưng khi quân Nam Hán chưa sang, mùa thu năm 938, Ngô Quyền đã giết được Kiều Công Tiễn. Lưu Cung tự làm tướng, đóng ở Hải Môn để làm thanh viện. Lưu Cung hỏi kế ở Sùng Văn Sứ là Tiêu Ích. Tiêu Ích nói, nay mưa dầm đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền lại là người kiệt hiệt, không thể khinh suất được. Đại quân phải nên thận trọng chắc chắn, dùng nhiều người hướng đạo, rồi sau mới nên tiến. Vua Nam Hán không nghe, sai Hoàng Tháo đem chiến thuyền theo sông Bạch Đằng mà vào, muốn đánh Ngô Quyền. Nhưng quân chưa đến, Ngô Quyền đã giết Kiều Công Tiễn rồi. Ngô Quyền nghe tin Hoàng Tháo sắp đến, bảo các tướng tá rằng, Hoàng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt. Lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe, địch với quân mỏi mệt, tất phá được.
nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền. Ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn đầu bịt sắt đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước chiều lên vào trong hàng cọc, thì sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào ra thoát. Ngô Quyền định kế rồi, bèn cho đóng cọc ở hai bên cửa biển. Khi nước chiều lên, Ngô Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả thua chạy để dụ quân Nam Hán đuổi theo. Hoàng Tháo quả nhiên tiến quân vào. Khi binh thuyền đã vào trong vùng cắm cọc, nước chiều rút, cọc nhô lên, Ngô Quyền bèn tiến quân ra đánh, ai nấy đều liều chết chiến đấu. Quân Nam Hán không kịp sửa thuyền mà nước chiều rút xuống rất thấp, thuyền đều mắc vào cọc mà lật úp, rối loạn tan vỡ, quân lính chết đuối quá nửa. Ngô Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt được Hoàng Tháo giết đi. Vua Nam Hán đồn trú ở cửa biển để cứu trợ, nhưng không làm gì được, thương khóc thu nhặt quân lính còn sót rút về. Sử gia Ngô Sĩ Liên nhận định trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Lưu Cung tham đất đai của người, muốn mở rộng bờ cõi. Đất đai chưa lấy được mà đã hại mất đứa con của mình và hại cả nhân dân. Tức như Mạnh Tử nói, đem cái mình không yêu mà hại cái mình yêu vậy chăng? Ngô Thị Sĩ nhận định trong sách Việt Sử Tiêu Án: Lưu Nghiễm ngấp ngó Giao Châu, thừa lúc Đình Nghệ mới mất, cậy có quân ứng viện của Công Tiễn, chắc rằng có thể đánh một trận phá được Ngô Quyền, nhân thế lấy được nước Nam dễ như móc túi vậy. Nếu không có một trận đánh to để hỏa nhuệ khí của Lưu Nghiễm thì cái tình hình ngoại thuộc lại dần dần thịnh lên. Cho nên trận đánh ở Bạch Đằng là cái căn bản khôi phục quốc thống đó. Sau này Đinh, Lê, Lý, Trần còn phải nhờ dư liệt ấy. Võ công hiền hách của Ngô Quyền tiếng thơm nghìn đời, đâu có phải chỉ khoe khoang một lúc bấy giờ mà thôi. Ngô Tiên Chúa giết được nghịch thần Công Tiễn, phá được giặc Mạnh Hoàng Tháo. Năm 944, Ngô Vương qua đời, hưởng dương 47 tuổi. Trước khi chết, ông di chúc giao cho Dương Tam Kha phò tá cho con của mình. Ông không có miếu hiệu và thụy hiệu, sử sách xưa nay chỉ gọi ông là Tiền Ngô Vương. Sách Thiền Uyển Tập Anh, phần truyện Quốc Sư Khuông Việt có nhắc Ngô Thuận Đế. Nguồn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Website: Người Kể Sử. Video thuộc series nhiều tập xuyên suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam, biên niên Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những tập tiếp theo. Dương Bình Vương, Dương Tam Kha. Ngô Quyền làm vua được 5 năm, từ năm 939 đến năm 944 thì mất, thọ 48 tuổi. Ngô Quyền mất, em vợ là Dương Tam Kha cướp ngôi, tự lập làm vua là Dương Bình Vương, từ năm 944 đến năm 950. Dương Tam Kha cướp ngôi 6 năm. Tam Kha là anh, có sách chép là em của Dương Hậu, là gia thần của Tiền Ngô Vương, tiếm xưng là Bình Vương. Ất Tỵ năm 945, Dương Tam Kha năm thứ nhất, Tấn Khai Vận năm thứ hai. Lúc trước Tiền Ngô Vương bệnh nặng, có di chúc giao cho Tam Kha giúp rập cho con. Khi vương mất, Tam Kha cướp ngôi. Con trưởng của Ngô Vương là Sương Ngập sợ chạy về Nam Sách Giang, trú ngụ ở nhà Phạm Lệnh Công ở Trà Hương. Tam Kha lấy con thứ hai của Ngô Vương là Sương Văn làm con mình. Các con thứ của Ngô Vương là Nam Hưng, Càn Hưng còn bé đều theo Dương Quốc Mẫu. Được ít lâu, Tam Kha sai chỉ huy sứ là Dương Cát Lợi, Đỗ Cảnh Thạc đem quân đến nhà Lệnh Công đòi bắt Sương Ngập. Tất cả ba lần đều không thực hiện được mệnh lệnh. Lệnh Công sợ bèn giấu Sương Ngập trong động núi. Tam Kha biết lại đòi bắt như trước, rốt cuộc vẫn không bắt được. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Dụng tâm của Phạm Lệnh Công thật là trung. Tam Kha là kẻ gian thần mà đuổi con đích của vua để cướp ngôi, lấy Sương Văn làm con mình, chẳng qua là lời lẽ che đậy giả dối, ai mà biết được. Và lại lúc ấy người trong nước ai cũng xem Tam Kha là vua, mà Lệnh Công dám che giấu cho Sương Ngập, muốn cho dòng dõi họ Ngô không tuyệt tự,
Việc của Trình Anh chữ cử lại thấy ở đây. Ai bảo một nước rộng lớn mà không có trung thần nghĩa sĩ? Đinh Mùi năm 947, Dương Tam Kha năm thứ 3, Hậu Hán Cao Tổ Lưu Chi Viễn lên ngôi vẫn dùng niên hiệu nhà Tấn. Thiên Phúc năm thứ 12, năm ấy nhà Tấn mất. Canh Tuất năm 950, Dương Tam Kha năm thứ 6, Hán Ẩn Đế thừa hữu vẫn dùng niên hiệu Càn Hữu năm thứ 3. Tam Kha sai Xương Văn và hai chỉ huy sứ họ Dương họ Đỗ đem quân đi đánh hai thôn đường Nguyễn ở Thái Bình. Đến Tử Liêm, Xương Văn ung dung bảo hai sứ rằng: đức của tiên vương ta thấm khắp lòng dân, phàm chính lệnh ban ra không ai không vui lòng nghe theo. Không may lìa bỏ quần thần, Bình Vương tự làm việc bất nghĩa, cướp ngôi của anh em ta, tội không gì to bằng. Nay lại sai bọn chúng ta đi đánh ấp không có tội, may mà đánh được thì thôi, nếu họ không phục thì làm thế nào? Hai sứ đều nói: xin theo lệnh của ông. Xương Văn nói: ta muốn đem quân quay lại đánh úp Bình Vương để khôi phục cơ nghiệp của tiên vương ta, có nên chăng? Hai sứ đều trả lời là nên lắm, bèn quay về đánh úp Tam Kha. Mọi người muốn giết đi. Xương Văn nói: Bình Vương đối với ta có ơn, sao nỡ giết? Bèn giáng làm Trương Dương Công, nhân đó ban cho thực ấp nay là Trương Dương Độ. Năm ấy nhà Hán mất. Lê Văn Hưu nói: đuổi con vua mà tự lên làm vua là tội công, nuôi con vua làm con mình mà cho thực ấp là ơn riêng. Đuổi Xương Ngập mà tự lên làm vua là bề tôi phản nghịch, đối với nghĩa thì hẳn là không dung được, tội phải chết. Hậu Ngô Vương không trị tội, lại vì ơn riêng nuôi dưỡng mà không nỡ ra hình, lại ban cho thực ấp, há chẳng lầm to hay sao? Nguồn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, website Người Kể Sử. Video thuộc series nhiều tập xuyên suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam, biên niên Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những tập tiếp theo. Hậu Ngô Vương Ngô Xương Văn. 1. Nam Tấn Vương Ngô Xương Căn từ năm 950 đến năm 965. Ngô Xương Căn là con thứ hai của Ngô Quyền và Dương Thị Ngọc. Năm 950 đã dùng mưu lật đổ Dương Tam Kha, giành lại ngôi vua cho nhà Ngô. Theo thỉnh cầu của các tướng lĩnh và triều thần, được sự chuẩn tấu của Dương Thái Hậu, Ngô Xương Căn lên ngôi vua lấy niên hiệu là Nam Tấn Vương từ năm 950 đến năm 965, đóng đô ở Cổ Loa. Nam Tấn Vương cho người đi tìm anh là Thái tử Ngô Xương Ngập, giả làm thầy đồ trốn ở Nam Sách Hải Dương, lấy vợ và có con trai là Ngô Xương Văn. Được Dương Thái Hậu chuẩn tấu, cả hai anh em đều làm vua. Như vậy nước ta lúc đó có hai vua. 2. Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập từ năm 951 đến năm 959. Ngô Xương Ngập lên ngôi vua đặt niên hiệu là Thiên Sách Vương từ năm 951 đến năm 959. Sau Ngô Xương Ngập bị bệnh Thượng Mã Phong mà chết, làm vua được 8 năm. Hậu Ngô Vương Ngô Xương Văn. Hậu Ngô Vương phụ Thiên Sách Vương ở ngôi 15 năm từ năm 951 đến năm 965. Vua nối được kỷ cương hoàng gia, khôi phục cơ nghiệp cũ. Tiếc rằng gây việc can qua ở trong nước đến nỗi bị chết. Vua tên Húy là Xương Văn, con thứ của Tiền Ngô Vương. Tân Hợi năm thứ nhất năm 951, Chu Thái Tổ Quách Uy Quảng Thuận năm thứ nhất, vua đã truất bỏ Tam Kha lên ngôi vua xưng là Nam Tấn Vương, sai sứ đi đón anh là Xương Ngập về kinh sư cùng trông coi việc nước. Xương Ngập xưng là Thiên Sách Vương. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Nam Tấn đón Xương Ngập về để cùng trông coi chính sự, có thể gọi là người biết kính anh, muốn cho cùng hưởng phú quý. Xương Ngập nên lấy sự mình không có công lao mà nhường ngôi cho em để cùng hưởng lập, thì đức ấy há chẳng rạng rỡ lớn lao ư?
lại câu nệ về Phật Đích Trường cũng xưng vương trông coi chính sự, lại chuyên quyền làm oai làm phúc, đến nỗi Nam Tấn Vương không được dự chính sự nữa. Thật là mất đạo nghĩa anh em, chí thú rất là ti tiện. Bấy giờ người Động Hoa Lư là Đinh Bộ Lĩnh cậy núi khe hiểm cố, không chịu giữ chức phận làm tôi. Hai vương muốn cất quân đi đánh, Bộ Lĩnh sợ sai con là Liễn vào triều làm con tin để ngăn chặn việc xuất quân. Liễn đến, hai vương trách tội Bộ Lĩnh không đến chầu, rồi bắt giữ Liễn đem theo đi đánh. Hơn một tháng không đánh nổi, bèn treo Liễn lên ngọn sào, sai người bảo Bộ Lĩnh nếu không chịu hàng thì giết Liễn. Đinh Bộ Lĩnh tức giận nói: đại trưởng phu chỉ mong lập được công danh, há lại bắt chước thói đàn bà sót con hay sao? Liền sai hơn 10 tay nỏ nhắm Liễn mà bắn. Hai vương kinh sợ: ta treo con nó lên là muốn để nó đoái tiếc con mà ra hàng nhanh chóng. Nó tàn nhẫn như thế, còn treo con nó làm gì? Bèn không giết Liễn mà đem quân về. Bấy giờ Thiên Sách Vương chuyên quyền làm uy, Nam Tấn Vương không được dự chính sự nữa. Hai vương do đó hiềm khích với nhau. Giáp Dần năm thứ tư, năm 954, Chu Thế Tông xài vinh Hiền Đức năm thứ nhất, Thiên Sách Vương mất, vua Nam Tấn Vương lại giữ ngôi, sai sứ sang thỉnh mệnh vua Nam Hán là Lưu Sưởng. Sưởng cho vua làm Tĩnh Hải quân tiết độ sứ kiêm đô hộ. Canh Thân năm thứ 10, năm 960, Chu Cung Đế Tông Huấn năm thứ nhất, Tống Thái Tổ Triệu Khung Sần Kiến Long năm thứ nhất, năm ấy nhà Chu mất. Ất Sử năm thứ 15, năm 965, Tống Càn Đức năm thứ 3, vua đem quân đi đánh hai thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình, mới vào đến cõi, đỗ thuyền lên bộ đánh, bị phục binh tay nỏ bắn trúng chết. Đinh Liễn trở về Hoa Lư. Lê Văn Hưu nói: Nam Tấn Vương nhà Ngô trước bị gia thần là Tam Kha giam giữ, sau bị anh là Sương Ngập áp chế, một sớm đắc chí không biết cẩn thận giữ mình, cho nên hưởng nước ngắn ngủi, không có chính tích gì, đáng tiếc thay. Nhưng cứ xem việc tha tội cho Bình Vương há không phải là nhân ư? Chịu nhịn cho Sương Ngập làm kiêu sức há không phải là cung ư? Đã nhân lại cung, cũng có thể thấy vương là người ra sao rồi. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Nam Tấn Vương nhà Ngô lấy nghĩa trừ kẻ bạo tàn, khôi phục cơ nghiệp cũ, đủ thỏa được phong linh của tổ tông, hạ lòng căm giận của thần và người. Về chính trị đang có đổi mới, thế mà vì lòng nhân thương người kiểu đàn bà trẻ con mà không trị tội Tam Kha cướp ngôi, tham việc can qua vì hành động đánh dẹp càn rỡ ở hai thôn Đường Nguyễn, rốt cuộc lại tự giết mình, đáng tiếc thay. Nguồn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, website Người Kể Sử. Video thuộc series nhiều tập xuyên suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam, biên niên Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những tập tiếp theo. Ngô Sứ Quân, Ngô Xương Xí. Năm 965, Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn bị bắn chết trong một trận giao chiến ở Thái Bình. Con Thiên Sách Vương là Ngô Xương Xí nối nghiệp làm vua, thế lực ngày càng yếu kém, phải lui về giữ đất Bình Kiều. Từ năm 966 hình thành 12 sứ quân. Ngô Sứ Quân. Ngô Xương Xí còn gọi Ngô Sứ Quân là con trai của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập, tức là cháu nội của Ngô Tiên Chúa Ngô Quyền. Sử không ghi rõ năm sinh và năm mất của Ngô Xương Xí, nhưng căn cứ vào hành trạng của Ngô Xương Ngập thì ông sinh khoảng từ năm 944 đến trước năm 950. Ngô Sứ Quân phụ các sứ quân tất cả 2 năm, năm 966 đến 967. Họ Ngô, tên húy là Xương Xí. Khi Thiên Sách Vương lánh nạn lấy vợ ở Nam Sách Giang sinh ra, là cháu gọi Nam Tấn Vương bằng chú. Bính Dần năm thứ 16, năm 966,
Tống Càn Đức năm thứ tư, Nam Tấn Vương mất. Các hùng trưởng đua nhau nổi dậy chiếm cứ quận ấp để tự giữ. Ngô Xương Xí chiếm Binh Kiều. Kiều Công Hãn xưng là Kiều Tam Chế chiếm Phong Châu, nay là huyện Bạch Hạc. Nguyễn Khoan xưng là Nguyễn Thái Bình chiếm Tam Đái. Ngô Nhật Khánh xưng là Ngô Lãm Công chiếm Đường Lâm, có sách chép là chiếm Giao Thủy. Đỗ Cảnh Thạc xưng là Đỗ Cảnh Công, Đỗ Động Giang. Lý Khuê xưng là Lý Lãng Công chiếm Siêu Loại. Nguyễn Thủ Tiệp xưng là Nguyễn Lệnh Công chiếm Tiên Du. Lữ Đường xưng là Lữ Tá Công chiếm Tế Giang. Nguyễn Siêu xưng là Nguyễn Hữu Công chiếm Tây Phù Liệt. Kiều Thuần xưng là Kiều Lệnh Công chiếm Hồi Hồ, nay là xã Trần Xá, huyện Hoa Khê, vẫn còn nền thành cũ. Phạm Bạch Hổ xưng là Phạm Phòng Át chiếm Đằng Châu. Trần Lãm xưng là Trần Minh Công chiếm Bố Hải Khẩu, gọi là 12 sứ quân. Đinh Mão năm thứ 17, năm 967, Tống Càn Đức năm thứ 5. Bấy giờ trong nước không có chủ, 12 sứ quân tranh nhau làm trường, không ai chịu thống thuộc vào ai. Đinh Bộ Lĩnh nghe tiếng Trần Minh Công là người có đức mà không có con nối, bèn cùng với con là Liễn đến nương tựa. Minh Công thấy Bộ Lĩnh dáng mạo khôi ngô lạ thường, lại có khí lượng mới nuôi làm con, ơn yêu đãi ngày càng hậu. Nhân đó giao cho coi quân, sai đi đánh các hùng trưởng khác đều thắng được cả. Phạm Phòng Át đem quân về hàng. Dưới triều nhà Đinh, Phòng Át làm thân vệ tướng quân. Khi Minh Công mất, gặp lúc bọn con em của Ngô Tiên Chúa ở Đỗ Độc Giang hơn 500 người đem quân đến đánh. Mới vào đến đất Oman thì bị người làng ấy là Ngô Phó Sứ đánh bại phải trở về. Bộ Lĩnh nghe tin liền cất quân đi đánh vùng sông và động ấy, không bộ lạc nào không hàng phục. Từ đó lại dân ở kinh phủ đều khâm phục theo về, nhà Ngô mất. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: vận trời đất bĩ rồi ắt thái, Bắc Nam đều cùng một lẽ ấy. Thời Ngũ Đại bên Bắc Triều Trung Quốc suy loạn, rồi Tống Thái Tổ nổi lên. Ở Nam Triều nước ta, 12 sứ quân phân chia quấy nhiễu, rồi Đinh Tiên Hoàng nổi lên, không phải là ngẫu nhiên mà do vận trời vậy. Trở lên là kỷ nhà Ngô gồm ba vua và Dương Tam Kha cướp ngôi. Từ năm Kỷ Hợi đến năm Đinh Mão, năm 939 đến năm 967, cộng 29 năm. Nguồn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Website: Người Kể Sử. Video thuộc series nhiều tập xuyên suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam, biên niên Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những tập tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản cùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.